Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Tàn Chiến Giọng Hát. Tuần nữa lại trôi qua và Bạch Công Khanh lại gặp lại tất cả quý vị trong chương trình Sàn Chiến Giọng Hát. Quý vị thân mến, chương trình Sàn Chiến Giọng Hát do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với công ty Mega GS thực hiện, phát sóng lúc 21:15 thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3. Hôm nay chúng ta sẽ gặp nhau trong tập đặc biệt tiếp theo, tập 21, nhìn lại chặng đường của Sàn Chiến Giọng Hát mùa thứ 3, những phi đấu giá kịch tính, những phần biểu diễn vô cùng đặc sắc cũng như là những khoảnh khắc vui nhộn và thú vị được chia sẻ. Ngay bây giờ để mở màn chương trình, xin mời quý vị cùng thưởng thức tiếng hát của nhà đấu giá Dương Triệu Vũ. Trên biển sương thẳm thôi, biển vắng đêm nào tình trao em đêm, còn sóng nào khơi lên nỗi đau trong anh bao nhiêu chiều lang thang một mình. Em giờ đã như mây giạt trôi phương nào, đêm nào bước chân đôi ta im hẳn, sóng đã xóa nhòa những buồn buồn, tình như bóng mây ngàn năm vẫn bay. Mây ơi mây hỡi, cánh mây giang hồ, ngày tháng lạnh đời và bên nơi đâu biển chẳng tình anh mãi luôn chờ mong. Anh chọn được rồi. Bao ngày tháng nên thơ tình yêu đâu rồi, nay tình đã xa xăm mù khơi phương trời. Ôi nỗi buồn như mây kín che đôi ta bao ngày, cô đơn lạnh lùng. Em nhớ hay quên tình xưa em đẹp, em còn nhớ hay quên vòng tay ân tình, hơi ấm nào rồi em lãng quên đi bao kỷ niệm bên nhau với tình yêu ngất ngây. Người yêu dấu ơi, tình anh vẫn xanh, em ơi phương đó biết chăng anh chờ. Ngày tháng cô đơn lén đi qua với
dâng hồn bà. Tình như bão mây ngàn năm vẫn bay. Mây ơi mây hỡi cánh mây giang hồ. Ngày tháng lênh đênh bận bên nơi đâu. Biết chăng tình anh mãi luôn chờ mong. Biết chăng tình anh mãi luôn chờ mong. Những màn tranh luận vô cùng thú vị và bất ngờ của ban đấu giá là hoàn toàn tự nhiên, không theo bất kỳ một kịch bản nào cả. Nó xuất phát từ sự duyên dáng của ban đấu giá cũng như sự hỗ trợ hết mình để có thể giúp cho các thí sinh thể hiện tốt nhất phần dự thi của họ. Ngay bây giờ, Khanh mời quý vị chúng ta cùng theo dõi những khoảnh khắc này. Chương trình của mình là chương trình về đấu giá mà là đấu giá giọng hát. Anh thấy khái niệm này nó có lạ không? Lạ chứ, bình thường nào giờ mình thấy là đấu giá những cái vật phẩm gì đó thôi. Dạ. Mà bữa nay lần đầu tiên tham gia một cái sàn chiến mà đấu giá giọng hát. Cho nên anh cũng bỡ ngỡ. Bên cạnh sự bỡ ngỡ thì anh nghĩ có hồi hộp không? Hồi hộp chứ, bởi vì xung quanh mình bên đây là ca sĩ chuyên nghiệp đúng không? Rồi bên đây ai? Người thầy mến yêu đúng không? Rồi bên kia người chị xinh xắn bé bỏng này nọ. Cuối cùng thánh lầy lội của showbiz đó. Thôi đó thôi. Toàn những nhân vật mà nói nhiều, những nhân vật mà nói mà có thể là áp đảo người chơi đó. Không có đâu, Nghĩa yên tâm đi, hôm nay anh đã bàn luận hết rồi. Anh, Hồng Vân, Minh Nhí và Quang Hà sẽ nhường tất cả cho em. Dạ, em cảm ơn anh, em không tin anh. Thật ra thì khi mà đến hậu trường của sàn chiến giọng hát, gặp anh Long và chị Vân, nói là anh chị ơi hôm nay nương tay cho em. Hai người đó là hai người coi như là kinh nghiệm nhiều rồi đó. Em. Người ta ngồi đây ba mùa. Mình ngồi đây chỉ là bình hoa di động thôi, còn là có sẽ đủ thôi. Vâng ơi vâng. Em nhầm, năm nay cái mùa ba chị với anh Long đổi slogan rồi. Ừ. Ăn hết ăn sao đành. Đúng rồi. Đúng không anh? Thồn vô thồn sao vô hết. Đại Nghĩa đặt thánh lầy là đúng á. Bên này nói ăn nghe nhẹ nhàng, bên kia thồn. Dạ. Đó. Mình phải dùng từ cho đẹp đúng không? Ít ra mình phải nói giọng vô họng là sao giọng cho hết. Cái văn phong mình nó phải nhã nhặn chứ đúng không thầy? Bắt đầu đó, bắt đầu mắt long lanh lên. Ở cái phiên đấu giá thứ nhất chúng tôi có thêm quyền là nhượng lại giọng hát. Ví dụ như là anh đấu giá được cái giọng hát đó 5 triệu đi, anh muốn nhượng lại 15, 20 triệu. Thôi sao không được? Được. Than tiền nổi lên liền. Mặt này là mặt than tiền. Bớt xuống mới nói vô mà lộ liễu quá. 12 giờ đêm ta ngủ mà cổ bên đây có rửa chút. Bên kia ta hết hồn. Đêm ngày gì cũng luyện giọng, thành thử ra hàng xóm bắn vốn. Complain thành thử ra phải về cách âm cái phòng, cái nhà, chung cư lại. Em nghĩ có thể chữ tương tác ở đây không phải là cái chữ tương tác mà chúng ta vốn dĩ thường hiểu đâu. Chữ tương tác mình tách từ ra đi. À, bạn ấy có thể là một cái chất xúc tác với nước tương chẳng hạn. À, đó. Đó. Dạ, bạn ấy có thể là có một cái chất xúc tác gì đó đặc biệt với nước tương. Gặp nước tương là bạn ấy không ăn được, ví dụ vậy. Đúng không? Còn cách âm là sao? Bạn này là không có thích âm nhạc. Đúng không? Có khoảng cách với âm thanh. Từ cuối là mèo đúng không? Thì có thể là cái giọng của bạn nhỏ như mèo kêu mèo, vậy đó. Mèo mèo vậy đó. Nhưng mà anh Nghĩa ơi, trong chương trình này giọng nào cũng khủng, giọng nào đúng cũng rồi. Hay hết. Đã đến với sàn chiến giọng hát là ai cũng là giọng hát hay. Trời ơi, người ta cố tình người ta nói như vậy để cho ba con người kia đừng có đấu giá để một mình tôi hốt cổ. Trời ơi, ở đâu ra mà mới vô mà rồi. Ông mới vô mà ông làm giống như là trời ơi, một con thỏ mà nó đi nó dẫn mặt với 4-5 con sư tử. Cái người còn lại là gà cùng một mẹ đó Thắng à. Chị nói gà cùng một mẹ gì hôm nay hơn mẹ nhường cho em Út đi chị. Mẹ nhường cho con nhường đi. Nhường cho em Út nhỏ. Mẹ với cả thầy nhường đi. Dạ. Nó nghe tôi tính là tôi tính nói thôi được rồi nhường. Nhưng mà cái thái độ ngộ lắm. Đâu nó làm lại coi. Dạ. Chị nói nhà cùng một mẹ vậy đó chị. Thôi mấy bây giờ chị nhường em đi chị. Trời ơi. Cái mặt này ai mà nhường. Cái mặt này ai mà nhường. Thiệt luôn á. Nói cái miệng cái mỏ thì khó chịu thiệt á. Cô này cổ ca rất hay, giọng rất hay. Nhưng cổ có một người yêu. Mỗi lần đi karaoke là người yêu kêu: em ca cho anh bài ca Tết cho em đi. Và mỗi lần ca như vậy thì anh bạn hay là người yêu đó mới phát hiện ra: ồ, em có một giọng ca rất quý. Cổ nói: không, em không biết, em không có thích ca. Em chỉ thích ở gần bên anh thôi. Thì người
yêu mới năn nỉ. Anh lại em mà. Anh lại em. Trời ơi. Đi ca dùm, đi học ca dùm anh đi. Giọng hát em quý lắm. Cuối cùng vì thương anh, cổ đi học. Bây giờ cổ mới có mặt trong sàn tiếng giọng hát. Ông là sau này ông khỏe lắm á. Sao vậy? Ông sau này ông là tác giả nữa. Ý là ngồi đó viết là nằm bệnh không có cần hát phải không? Viết không anh nói miệng. Tôi nói sau này, tôi nói sau này chứ không phải bây giờ. Mùa này coi như là anh yếu rồi em ơi. Các thủ lĩnh đấu giá bây giờ quá kinh nghiệm rồi. Yeah. Lấy hết những cái kinh nghiệm của anh để mà gọi là diệt anh lại. Yeah. Lợi thế nhất em biết là ai không? Ai vậy? Hồng Vân, một hoa mà bốn cành. Chắc chắn rằng bốn cành này sẽ nhường cho Hồng Vân hết. Thì không tin điều đó bởi vì cái luật âm dương là một cái luật muôn đời muôn thuở rồi. Yeah. Bây giờ âm suy mà dương thịnh kiểu này thử hỏi làm sao mà tôi ngóc đầu lên được. Vâng ơi, vâng. Em yên tâm đi. Bốn cái dương này không có bằng cái âm của em đâu. Anh muốn nhắn nhủ với em rằng em là một tài năng. Em chỉ muốn có miếng mà em không thích có tiếng. Một người khép kín. À, nhưng anh chỉ mong em một điều thôi. Khi làm nghệ thuật, ngoài cái miếng đó ra mình phải có tiếng. Có tiếng để làm gì? Có tiếng để cho các người khác, các học trò mình học hỏi và noi theo. Chúng mình là thầy đúng không? À, học trò nó sẽ hiểu một điều là nghề của mình, mình giỏi có người khác giỏi hơn, mình cao có người khác cao hơn. Có thể là mình truyền đạt những kiến thức cho các bạn, còn tự các bạn tỏa sáng, chứ không phải ông thầy bắt buộc ông thầy đi thi là ông thầy phải giỏi đứng đầu, đúng không nè? Cho nên chuyện đó bình thường. Dạ em xin cảm ơn anh. Có ai đưa ra giá cao cao không? Đưa hết tài sản cho tôi. Tôi sẽ là người đầu tiên nhận. Mình nhớ một điều nha, khi mà mình không nhượng người ta, mình nhận người ta về, mà sau này ba giọng hát kia mà thấy hay hơn mà đem trả lại đó, là cô biết là sẽ xấu hổ với lại dòng họ, anh em bà con nội ngoại ở nhà đang xem chương trình truyền hình không? Ủa cái đây là sàn chiến mà, cái đây là sàn đấu giá mà. Dạ, phải đúng không? Rồi. Ủa tôi phải có quyền mà cứ như là nhận hay là trả hay là nhượng hay là không nhượng chứ trời. Các bạn ca sĩ ở đây chắc chắn là sẽ thông cảm cho các nhà đấu giá đúng không? Dạ. Và các bạn sẽ thấy là mình hát hay nhưng ở cuộc đời này mình hay có người hay hơn, đúng không Cưng? Bây giờ không? Anh nghĩ là anh Minh Nhí nên quyết định ạ. Ba người kia cũng sẽ rất là hay nhưng mà thôi quyết định giữ. Khi mà mình đến đây biết là mình đi quyết chiến với nhau, mình đi gọi là đấu giá để mình sở hữu được những giọng hát khủng. Nhưng mà khổ quá là ngoài cái đầu lạnh ra thì cái trái tim mình nó nóng hơn. Tụi chị á, 1, 2, 3, 4, 5 làm một thuyền. Thôi đừng hỏi nữa, một mình em có là một mình thuyền. Em là khác thuyền thôi. Một mình em là khác thuyền. Kể cả là anh Kim Tử Long cho coi vậy như cũng là cùng thuyền đó. Đúng không? Lâu nào đá anh xuống một cái thôi nhưng mà vẫn cùng thuyền. Và cuối cùng chốt lại là em có cùng thuyền không? Em là cái cano. Đó thấy chưa? Dạ nói vui vậy thôi, tất cả nhà đấu giá và MC luôn luôn là một gia đình, đúng không quý vị? Đấy là em nhận thôi. Đấy em nhận thôi chứ còn gia đình đây khó chen vào lắm. Nói chứ để tội nhỏ nó buồn. Thôi thôi trời. Nói vậy chứ mà mong manh lắm. Sắp khóc rồi thế này. Không sao rồi. Ok. Ôi rồi cảm ơn anh Bách rất nhiều. Ít nhất là em kiểu con nuôi trong gia đình cũng được, không sao. Cảm xúc của anh Nam Khánh khi mà sở hữu được tiếng hát này. Trời cảm gì nữa cảm. Sướng quá trời quá đó. Cảm. Bây giờ uống một viên xong bị điên. Cho Khánh hỏi đi, Khải Đăng có thể tiết lộ cái độ tuổi được không? Khỏi tiết lộ. Khỏi tiết lộ à? Em 31 tuổi. Có chính xác không Khải Đăng? Dạ không ạ. Thấy chưa? Vậy nhiêu? Hề hước ghê. Dạ hiện tại thì đang 23 tuổi, sinh năm 97 ạ. Dạ. Cái gì? Rất là trẻ thưa quý vị. Em 23 tuổi. Trời ơi, bằng thằng Trái Phi đó. Tôi... anh Long ơi, anh Long. À, em nghĩ cái viên thuốc hồi nãy của anh hình như nó có vấn đề. Anh cũng nhầm thuốc rồi. Nhầm nó. Có vấn đề nhầm rồi. Bị điên rồi. Luôn rồi. Gương mặt nó không đúng tuổi. Anh đoán cái bạn này phải khoảng trên 30 như sao anh hả? Ơi, thằng em trẻ vậy mà nói nó già vậy. Trời ơi, nó quá trời quá đất luôn. Ủa râu đâu vậy? Ông bị gì vậy chị? Thông cảm ơi, không có đeo kiến. Chị khổ rồi, khổ rồi. Anh coi có cái râu nào không?
Rồi giờ trẻ hơn chưa ạ? Âu láng quá. Bây giờ anh nói thật với em, quan trọng là cái sự bình chọn của khán giả thôi. Vì sao? Vì đêm đã khuya rồi. Đi kiếm một viên thuốc tỉnh cho ông đi. Thưa quý vị, bắt đầu tôi bấn loạn rồi. Quý vị biết không, lúc nãy mà chị Ngọc Liên hát á, thì Khanh có lén ngồi vô cái chiếc ghế của nhà đấu giá và Khanh cảm thấy rằng nó có một cái sự hồi hộp và một cái áp lực nhất định. Hồi hộp lắm. Dạ đúng rồi. Mà xung quanh mình toàn là những người mà nhiều chiêu trò mánh khóe nữa thì mình lại càng áp lực nhiều hơn chị Vân. Ý ông nói Long cùng. Hả? Rồi vậy là bữa nay anh Long anh đừng có nhu nữa. Bây giờ anh bung luôn, bung xỏa cho em. Chứ anh oan ức quá nhiều. Sau cái mùa 3 này rồi tôi mới thấy rõ ràng là khán giả từ mùa 1, mùa 2 nói tôi với Hồng Vân là giành người này, giành người nọ, chiến thắng này, chiến thắng nọ. Nhưng qua cái mùa 3 này thì tôi thấy bởi vì mình phải nắm tay nhau đi, nắm tay nhau bạn nghe. Không có nắm được, em với Long màu đỏ, chị với Vũ là màu đen. Đâu, cái này nè, một cặp nè, anh hai cặp nè, ba cặp nè. Cặp đỏ đen. Không, nếu mà anh không có đồng đội thì anh sẽ về với em. Cô ở phòng số 3 đó là đang bận một bộ đồ tiểu thơ rất là đẹp. À, số 1 cũng tiểu thơ số 1 mà. Tiểu thơ mà tiểu thơ không có bằng cô kia. Dạ. Cô này chắc làm tỳ nữ nè. Tự nhiên đây kêu cô tiểu thơ, bên kia kêu cô tỳ nữ. Anh nói cho em nghe là có những tỳ nữ từ tỳ nữ trở thành ra là một vị hoàng hậu. Thôi anh đừng biện hộ trong nữa. Trong vở diễn mà. Mọi người có đồng ý anh biện hộ không? Đúng rồi. Cho anh hỏi anh Kim Tử Long câu là bạn số 1 với bạn số 3 thì nãy anh nói bạn nào là tiểu thư, bạn nào là tỳ nữ à? Sau khi mà lật lại những cái phòng này rồi đó thì anh thấy đây rõ ràng là chuyện cổ tích ăn khế trả vàng. Đây là hai anh em, không biết ông nào là ông anh, nhưng mà là hai người này bảo đảm chứ người số 3 là người chị, còn người số 1 là người em. Trời ơi. Ôi, em rất là thần tượng anh, nhưng mà trong cái chuyện này em không thần tượng anh nữa. Anh rất là hết nói nên lời luôn. Số 3, anh đã chấm em từ đầu rồi. Vì vậy cho nên hôm nay anh quyết định sẽ giành em về tay anh. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi xin gửi đến quý vị những khoảnh khắc đặc sắc của sàn chiến giọng hát phiên bản đặc biệt song ca với 4 cặp đôi mang màu sắc khác nhau. Họ sẽ gửi đến quý vị những thổn thức trong tình yêu với nhiều thể loại âm nhạc. Mời quý vị cùng thưởng thức. Lời yêu đó lúc trước đã có dối gian nhiều, tình đã hết cô gái tiếc nuối cũng như không. Thì hãy xem như ta chưa quen biết nhau, hai người xa lạ. Tình yêu đó lúc trước đã có dối gian nhiều, từng đêm xuống nước mắt tôi đong nhớ em nhiều. Đừng dối gian nhau cho ta bao xót xa, ơi ơi người ơi. Đã đến lúc nói lên câu giã từ, đường tình yêu hai lối đi. Để rồi anh xem như hai chúng ta chưa bao giờ quen. Nếu lúc trước tiếng yêu không nói được, mộng mơ kia không giữ lâu, thì ngày nay đi trên con phố quen sao không chào nhau. Đừng nói nữa chỉ anh em đau lòng nhau, tình đã vỡ tim em như đang vỡ tan. Mình anh thôi xin mang thương đau, cầu mong sao em mong quên đi gì ván xưa. Lời yêu đó lúc trước đã có dối gian nhiều, tình đã hết có mấy tiếng nuối cũng như không. Thì hãy xem như ta chưa quen biết nhau, hai người xa lạ. Tình yêu đó lúc trước đã có dối gian nhiều, từng đêm xuống nước mắt tôi đắp nhớ em nhiều. Đừng dối gian nhau cho thêm bao xót xa, ơi ơi người ơi. Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu, thật xa anh đang dối mình. Còn anh nói đã chót yêu em rồi, là hình như anh đang dối em. Nếu anh nói anh muốn xa em, là thật xa anh mong rất
anh mau rất gần. Còn anh nói đã muốn quên em rồi. Là trong tim anh luôn nhớ em. Rồi một ngày vắng anh bước chân buồn tênh. Rồi từng ngày nhớ anh mong rất gần. Còn anh nói đã muốn quên em rồi. Là trong tim anh luôn nhớ em. Còn anh nói đã muốn. Là trong tim anh luôn nhớ. Giờ tim vỡ theo tim. Đường hoa em đi, mưa chiều dưng dưng đổ. Ngỡ mưa trong lòng em có vui đâu. Thôi em theo trường vui trốn đi kỷ niệm. Tìm yêu hôm nào giờ sức anh thương đau. Em đi anh đường anh cô lẻ. Bởi không duyên trời đôi ngã chia ly. Anh ơi tình chỉ đẹp khi tình sáng sỡ. Em ơi đời mất vui tình nên câu thề. Thương chi tình yêu đã mất. Hỏi em theo chồng cành hoa xinh trả lại. Em hỡi em ơi tiền đâu đám cưới bây giờ mà em nhắc đến thêm buồn. Thôi nhé đi anh, cha mẹ em nào khó, chỉ cần anh đến mà thương. Thôi em theo chồng, cành hoa xin trả lại. Hoa xưa phai màu là hoa vỡ yêu đương. Dù cho hôm nay duyên mình mang sang dở, vẫn thương trong đời. Thương mãi cho hôm nay duyên mình mang dáng dở, vẫn thương trong đời thương mãi nhau. Trôi qua rồi.
Anh còn nợ em, con tim bối rối, con tim bối rối. Anh còn nợ em và còn nợ em. Cuộc tình đã lỡ, cuộc tình đã lỡ. Anh còn nợ bao giờ em hỏi vì sao ta yêu nhau, vì sao môi anh nóng, vì sao tay anh lạnh, vì sao thân anh run, vì sao chân không vững, vì sao và vì sao. Cắt đứt cuộc tình đầu, thủy bây giờ về đâu? Anh còn nợ em, anh còn nợ em. Tiếp theo là một người chơi cũng đã xuất sắc giành giải nhất tuần. Và tài lẻ của anh ấy cũng rất là thú vị. Anh ấy có thể giả giọng một số ca sĩ nổi tiếng, khiến cho tất cả mọi người tại phim trường ngày hôm ấy cảm thấy thật sự bị thuyết phục. Và ba dữ kiện của anh ấy cũng vô cùng thú vị nữa, khiến cho các nhà đấu giá phải xoắn não để suy nghĩ và tranh luận rất là quyết liệt. Ngay bây giờ, mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức lại tiết mục của Hồ Duy Thái. Sang sông chiều xưa mưa rơi âm thầm để thấm ướt chiếc áo xanh và đẫm ướt mái tóc em. Nếu xưa trời không mưa, đường vắng đâu cần tôi đưa, chẳng lẽ chung một lối về mà nỡ quay mặt bước đi. Đưa em sang sông, bàn tay nâng niu ân cần, sợ bết đất lấm gót chân, sợ bết gió buốt trái tim. Nếu tôi đừng đưa em thì chắc đôi mình không quen, đừng bước chung một lối mòn, có đâu chiều nay tôi buồn. Gian lặng lẽ trôi, đời tôi là chiến binh đi khắp phương trời, mà đời em là ước mơ đẹp muôn ngàn ý thơ như ngóng trông chờ. Hôm nào em sang ngang bằng xe hoa thay con thuyền, giờ phút cuối đến tiễn em, nhìn xác phao vương gót chân, gót chân ngày xa xưa sợ lấp trong buồn khi mưa. Nàng đã thay một lối về, quên cả người trong gió mưa. Thank you.
lặng lẽ trôi. Đời tôi là chiến binh đi khắp phương trời, mà đời em là ước mơ đẹp muôn ngàn ý thơ như ngóng trong chờ. Hôm nào em sang ngang bằng xe hoa thay con thuyền, giờ phút cuối đến tiễn em, nhìn xác phao vương gót chân, gót chân ngày xa xưa, sợ lắm trong buồn khi mưa. Nàng đã thay một lối về, quên cả người trong gió mưa. Gót chân ngày xa xưa, sợ lắm trong buồn khi mưa. Nàng đã thay một lối về, quên cả người trong gió. Vừa thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Y Vũ và Nhật Ngân, Tôi Đưa Em Sang Sông, và tiếng hát của Hồ Duy Thái. Xin chào bạn và chúc mừng Duy anh Thái. Minh Nhí, anh đã sở hữu được tiếng hát này. Cảm xúc của anh như thế nào ạ? Trời, giờ thì nói thiệt á, vậy là chỉ bây giờ phải năn nỉ khán giả thôi à. Phải chơi năn nỉ khán giả thôi, mọi người ơi, cho điểm thường cao. Thường năn nỉ là phải có đồ ăn, thức cao, uống cao lên trời ơi, tôi em có gì trên cả. Anh Minh Nhí, em đề nghị anh là anh hứa đi, mọi người nếu mà ủng hộ anh là 100 ly sữa It's Me Coffee, em sẽ đem từ ở quán của em đến cho anh. Rồi, đó. Ủa, bữa nay có món mới hả anh? Rồi, anh nhớ mỗi lần là trà bộ công an gì mà. Rồi, nó dài bảy trà sữa luôn, trà sữa. Mà nó nghe nè, thương Minh Nhí đi, biết sao không, chơi ba mùa rồi, không có một cái tập nào tôi thắng hết trơn á. Nhiều khi nó cũng buồn tuổi, cho tập này thắng đi ha. Thank you. Thực sự là như vậy, khi mà nghe Hồ Duy Thái hát thì tôi rất là thích cái giọng của Hồ Duy Thái. Bởi vì nó gần gũi, nó chắc tại tôi lớn tuổi rồi, cho nên cái dòng nhạc mà Hồ Duy Thái chọn và cái cách mà bạn ý luyến lấy, cái cách mà bạn ý nức nở nó phù hợp với tôi. Thành ra riêng cá nhân tôi thì tôi thích Hồ Duy Thái. Đừng có nói tôi đây là tôi muốn Minh Nhí hay là Kim Tử Long nha. Hai bạn này đều là rứt ruột đẻ ra hết. Nhưng cá nhân tôi, nghe nói hồi nó lộn, bà giống như bà đẻ. Một cha một mẹ, một cha một mẹ. Lộn. Gà cũng bà nói lộn rồi, giống như tôi với ông là bà đẻ ra. Ừ đó. Nói lộn rồi, lộn như một cha một mẹ đẻ ra. Như một cha. Lâm Nhật hay quá. Như một cha một mẹ đẻ ra. Dạ, trước tiên cho phép Hồ Duy Thái xin gửi lời chào đến năm vị ban đấu giá và tất cả quý vị khán giả trường quay, cùng với tất cả quý vị đang ngồi xem màn ảnh nhỏ. Hiền lành về thương. Cũng như thầy Minh với lại anh Kim Tử Long đã nhận xét thì cái từ tiếc ở đây có nghĩa là khi em tốt nghiệp phổ thông, khi đó thì cái hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn, em thi đậu được vào hai trường. Ba mẹ tâm sự, ba mẹ nói là bây giờ con ơi, nếu mà con đi theo nghề thì ba mẹ không có lo cho con được. Thôi thì bây giờ con đi theo một cái ngành kinh tế đi. Thì khi con tốt nghiệp, con ra trường, rồi con đi làm, con tích lũy thì con nuôi nấng cái ước mơ của mình, lúc đó cũng không có muộn. Thì trong gia đình thì chỉ có mình thôi, nên là tạm gác cái niềm đam mê lại, vẫn nghe lời gia đình để mà mình tốt nghiệp được cái đại học kinh tế. Và sau đó thì em đi làm, cái lửa đam mê đó vẫn cháy trong người em. Và ở môi trường nào, ở cơ quan nào em đi làm, em vẫn tham gia những cái hoạt động văn hóa, văn nghệ. Và cái từ khóa thứ hai là từ khóa tiền. Thì có khoảng thời gian đó là em bị thất nghiệp, thì em mới mua được một cái dàn nhạc, nhưng mà nó nhỏ nhỏ thôi. Ở quê mình thì gọi là dàn nhạc kẹo kéo. Em có kéo đi để em đi làm. Thì cũng nhờ anh em bạn bè ở dưới quê thì thương và cũng kêu show, kêu em tới hát rồi ủng hộ. Đó, rồi em cũng có được cuộc sống.
Nghĩa là tiền ở đây là kiếm tiền bằng cái khoảng thời gian đó đúng không? Dạ đúng rồi. Thì cho dù là mình bao nhiêu công việc thì nó cũng xoay quanh cái chữ tiền, nhưng mà cái lửa đam mê của em không bao giờ nó tắt. Em vẫn nuôi nấng cái ước mơ để mình được đi hát. Và cái từ khóa thứ ba anh Kim Tử Long nhận xét rất là đúng. Ý chưa? Tại vì không? Em hát ở quê và em đi hát những cái tiệc ở xa, ở các tỉnh miền Tây, thì em gặp trường hợp đó khá nhiều. Dạ. Là bị có nghĩa là tưởng ra hát nhép rồi giật micro đúng không? Tại vì khi mà em cất giọng hát lên thì khán giả cứ nghĩ là em mượn một giọng hát của một ca sĩ nào đó để em kiếm tiền. Thì khi đó khán giả nghi ngờ và khán giả đi lên và giật micro của em. Và sau đó là dành cho em rất nhiều sự yêu thương. Là tại vì em hát thật. Thế là ngược lại. Cảm ơn Hồ Duy Thái rất nhiều. Bây giờ bạn có một cái tài lẻ nào muốn gửi tặng cho chúng tôi không? Thì cái tài lẻ đó thì mình phải nói tới cái từ khóa thứ ba, đó là cướp micro. Thì mình hát nhiều giọng của nhiều ca sĩ khác nhau. Vậy thì bây giờ bạn sẽ giả giọng một vài ca sĩ để gửi tặng cho chúng tôi đúng không? Dạ. Thì em xin phép gửi đến quý vị Tuấn Vũ, em thử được không? Dạ được. Rồi thử Tuấn Vũ. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không duyên. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang, yêu ai cũng lỡ làng, dù rằng tôi chẳng lỗi chi. Chẳng lỗi chi. Em xin phép hát một đoạn mà em rất là thích, là Chú Chế Linh, là bài Thao Thức Vì Em. Em ơi suốt đêm thao thức vì em, vì lời dạ từ lúc anh ra về, rằng mai đây anh lại thăm, ước nguyện trọn một đời là mình luôn luôn có đôi. Chế Linh. Em ơi nhớ thương, thương nhớ cả đêm, làm sao quên được phút giây êm đềm. Cầu mong sao cho trời sáng, đúng giờ mình hẹn hò, là đời quên hết sầu lo. Thưa quý vị, ở mùa thứ 3 chúng ta có một tiết mục dành nhất tuần, nhưng với số tiền đấu giá rất khiêm tốn, chỉ có 6 triệu đồng. Và tiếng hát này thuộc quyền sở hữu của nhà đấu giá Kim Tử Long. Kết quả này không chỉ hoàn toàn phụ thuộc vào sự nỗ lực của anh Kim Tử Long hay những chiến thuật của riêng anh, mà nó còn có một câu chuyện đầy tính nhân văn ở phía sau. Ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức lại tiết mục này. Bắt đầu. 3 triệu, anh Nam Khánh 3 triệu. 6 triệu. Anh Kim Tử Long 6 triệu. 9 triệu đâu? 6 triệu lần 1. 6 triệu lần 2. 6 triệu lần 3 chung. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành phần ưu ái cho tôi. Đây là một cái việc làm tôi xin cảm ơn nữ ca sĩ Nhân Dân Hồng Vân. À, xin cảm ơn ca sĩ trẻ Dương Triều Vũ. Em xuống hát đi. Mây trôi là nỗi nhớ tiếc thương mà thôi. Hạnh phúc sao mất môi, anh còn chơi vơi. Sao trái tim anh còn chưa nguôi những xót xa.
lòng lạnh giọt lệ ấm khóc cho tình say. Còn đây bao tháng năm âm thầm em mang, bao vấn vương cho đời thanh thang, nhưng nỗi đau muộn màng. Em nhớ có mùa thu mây giăng lối, cơn mưa buồn tóc rối ướt bờ môi, anh đã trao em nụ hôn đầu, vòng tay ấm vui, em hát cho anh bài tình ca đôi mới. Lang thang tìm đâu thấy người đã đi rồi, giọt lệ ấm khóc cho tình say. Còn đây bao tháng năm âm thầm em mang, bao vấn vương cho đời thanh thang, nhưng nỗi đau muộn màng. Em nhớ có mùa thu mây giăng, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên và tiếng hát Hà Lạc Vương. Thưa quý vị, Khanh đã có một cái sự may mắn khi mà được gặp gỡ và lắng nghe tiếng hát của chị Hà Lan Phương trong chương trình Ca Sĩ Ẩn Danh trước đây. Và bây giờ Khanh tin chắc rằng cảm xúc của tất cả quý vị ở đây cũng như vậy. Có đúng không ạ? Cho tôi nói một câu trước được không? Khanh mời chị Hồng Vân. Cảm ơn Hà Lan Phương, em đã làm cho ông anh của chị tỉnh lại. Hồi nãy ông bị điên em ơi. Bây giờ tỉnh rồi nè. Hai người này chơi nhường rồi, cũng được. Không, cái này không phải là nhường, mà đây là cái tình yêu thương mà Vũ và chị Hồng Vân muốn dành tặng cho ông anh. Vũ đã biết Phương rồi, và Vũ cũng biết anh Long với Phương như thế nào rồi. Ở trong Ca Sĩ Ẩn Danh vì hôm có tụi chị hết mà. Thành ra là Vũ và chị muốn làm một cái điều như vậy để gọi là
bày tỏ cái tình yêu thương của tụi em đối với anh và đối với Phương, vì hai người này phải về với nhau thôi. Tại đây có một cái sự kết nối rất là thiêng liêng. Quả thật là sau cái chương trình ca sĩ ẩn danh đó, em đã làm cho anh hãnh diện. Thay mặt ba rất là hãnh diện, vì ba là người thầy dạy anh về nhạc. Ba mất đi rồi nhưng mà ba sẽ luôn phù hộ cho em, để em giữ mãi cái tiếng hát này. Vì trong gia đình của thầy á, chỉ có mình Phương là nói nghề thôi. Ngày hôm nay cũng vậy, anh tin chắc rằng ba đang phù hộ cho em hoàn thành cái bài hát này quá xuất sắc luôn. Quý vị thân mến, tiếp theo chúng ta sẽ gặp gỡ một người chơi. Anh có một giọng nói quen thuộc trên sóng truyền hình quốc gia Việt Nam. Đó chính là MC Nguyễn Hữu Chiến Thắng. Chúng ta đã rất quen thuộc với anh Chiến Thắng với vai trò là biên tập viên, MC truyền hình. Nhưng ít ai biết rằng anh là một người rất yêu nhạc Trịnh ngay từ khi còn nhỏ. Và khi đến với sàn chiến giọng hát mùa thứ 3, anh có chia sẻ một câu rất là vui. Đó là âm nhạc biết tôi, nhưng tôi không biết âm nhạc. Nhưng sau khi anh cất tiếng hát, tất cả chúng ta đều phải lầm tưởng đây là một ca sĩ thực thụ, chứ không chỉ là một MC như chúng ta thường biết. Ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục của anh Nguyễn Hữu Chiến Thắng. Giờ anh vui, hai bàn tay đói. Bây giờ anh vui, hai bàn chân mỏi. Thời gian nơi đây, bây giờ anh vui, một linh hồn rồi, tình yêu xứ này. Bão nổi ra từ giã từ chiều mưa giông tới, em ơi em ơi. Sao thôi xuống đây làm sao em nhớ, mưa ngoài sông bay lời ca anh nhỏ. Nỗi lòng anh đây. Anh nhỏ
vừa thưởng thức một sáng tác nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, lời Trịnh Cung, ca khúc Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu và tiếng hát của anh Nguyễn Hữu Chiến Thắng. Chúc mừng Đại Nghĩa. Anh có thấy anh Chiến Thắng say sưa không? Có em ơi, bởi vì anh ấy không phải đang hát mà anh ấy đang tâm tình, anh ấy đang thủ thỉ tâm sự cho chúng ta nghe. Và đó là cái cách hát của những người từng trải. Có thể không phải là trau chuốt về mặt kỹ thuật, nhưng mà về mặt cảm xúc, như anh ấy đang tự sự kể cho mọi người nghe cái câu chuyện của mình vậy đó. Và cái cách đó là cái cách mà nó dễ đi vào trái tim của người nghe. Và anh rất là thích cái cách của anh ấy hát. Xin cảm ơn Đại Nghĩa. Thật ra thì Khanh có một cái may mắn được làm việc cùng với anh Chiến Thắng trong một chương trình rồi. Và ngày hôm nay khi mà thấy anh xuất hiện trong chương trình này, Khanh cũng thật sự rất là bất ngờ. Bởi vì lần đầu tiên được nghe anh Thắng hát. Anh có thể chia sẻ một cái cơ duyên nào đến với chương trình không? Thì có người rủ đi là khăn gói vào Sài Gòn đi hát liền, thì cũng qua vòng casting, cũng xếp hàng như tất cả mọi người. Hát xong rồi thì có anh đạo diễn mà còn già hơn tôi nữa mà lại gọi tôi là anh. Anh ơi, mời anh ngày này vào Sài Gòn với chúng tôi. Thì đặt vé và đi. Đi casting là nó đông nườm nượp như xếp hàng mậu dịch ngày xưa ấy. Dạ, và đó là cơ duyên anh đến với sàn Chiến Giọng Hát đúng không? Bây giờ anh Thắng bắt đầu chia sẻ về ba dữ kiện đi. Dạ, mời anh. Dốt thì thứ nhất là tôi dốt nhạc lắm. Cha mẹ cho đi học, nhưng mà được học và học được là hai cái việc nó không liên quan đến nhau. Tức là âm nhạc nó biết tôi chứ tôi có biết âm nhạc đâu. Cái dữ kiện thứ hai là 85. Thực ra là chơi chữ. Là vì thế này. Em nhảy trường vơ chút xíu nhỉ? Rồi. Ở quê nhà em ý, người ta giận hờn thì nung tung và vui buồn thì nẫn nộn. Thế cho nên 85 nó sẽ đọc thành 85. 85. 85 chơi chữ vậy đó. Như kiểu tụi mình chào nhau trên Facebook Messenger là thay vì hi viết hi thì viết mỗi con số 2 thôi là đủ hiểu chào nhau rồi. Đó, 85. Là 85 là vì 8 năm nay thì thưa quý vị, chúng tôi có một ban nhạc và một ban hợp ca. Bắt đầu từ những công việc thiện nguyện, đi hát, xin tiền cho các sơ trong các cô nhi viện, rồi lũ lụt cái gì là kêu nhau cắp quần cắp áo đi hát xin tiền ở phòng trà liền. Và 8 năm qua thì anh chị em chúng tôi chỉ hát một chỗ và chỉ hát vào tối thứ tư hàng tuần trong 8 năm trời liên tiếp kiên trì như vậy. Không cần biết rằng mình có được coi là ca sĩ hay không, không cần biết người ta có thương mình hay không, cứ hát đã, hát rồi khắc có người thương. Như những gì đêm nay chúng tôi đang dành cho anh. Bây giờ chúng ta sẽ đến với dữ kiện còn lại, Sơn Ca 7. Dạ, Sơn Ca 7 thì thế này. Cái năm 12 tuổi thì cha tôi mua được một cái cuốn cassette mà nó bong trong, nó không có list bài, không có bìa băng gì hết. Tôi nghe tất cả những bài hát của ông Trịnh Công Sơn với tiếng hát của nữ ca sĩ Khánh Ly. Tôi không biết bà là Khánh Ly. Tôi không biết nhạc sĩ sáng tác tên là Trịnh Công Sơn. Tôi không biết gì hết bởi vì mới có 12 tuổi. Một thằng bé 12 tuổi phải nghe lỏm cái cassette đó, nghe lén khi ba đi làm. Vì là con nít không được nghe nhạc người lớn, điều đó là đương nhiên. Thì đấy là cái tác hại đầu tiên mà băng Sơn Ca 7 in dấu trên trí nhớ của một thằng bé 12 tuổi. Dạ chưa hết. Dạ chưa hết. 16, 17 tuổi thì tôi thuộc toàn bộ tất cả các bài trong cuốn băng Sơn Ca 7 đó. Tôi thuộc, tôi hát nghêu ngao suốt ngày. Và tôi nghĩ tôi hát hay lắm. Tôi hát có thua Khánh Ly thì thua một chút xíu thôi. Chứ nào ngờ đâu rằng có những cái bài hát mình đi theo cả cuộc đời mà còn không hát được, không chạm tới được cái bài hát đó cơ. Nó còn kiêu hãnh và chảnh hơn cả tình yêu nữa cơ. Yêu thì đẹp trai không bằng trai mặt, cưa mãi rồi thì cũng đổ. Chứ còn có những bài hát, hát cả đời không ra. Quá tuyệt vời.
Và ngay bây giờ Khanh mời quý vị cùng thưởng thức hai tiết mục. Và trường hợp này cũng khiến cho ban đấu giá phải lựa chọn rất cân não. Một bên là một nam ca sĩ đã tốt nghiệp Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh và hiện tại đang giảng dạy thanh nhạc. Một bên là bà chủ của chuỗi khách sạn lớn có tiếng tại Hà Nội. Và trong tập phát sóng này thì cũng có nhà đấu giá lần đầu tiên đến với chương trình. Anh cũng là một ca sĩ rất nổi tiếng và hiện tại đang làm công việc giảng dạy thanh nhạc. Đó chính là ca sĩ Nam Khánh. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe những tâm sự của anh nhé. Nam Khánh xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình Sàn Chiếc Giọng Hát. Thực sự Nam Khánh cảm thấy rất vui và hồi hộp khi được ban tổ chức mời vào vai trò là một trong những nhà đấu giá giọng hát ở trong chương trình. Bởi vì đây là một cái game show mà theo Nam Khánh thấy là nó có format rất là lạ, độc đáo. Nam Khánh chưa từng tham gia một game show nào như vậy cả. Ở vòng cuối cùng thì phải chọn lựa giữa Đức Nhân và Mỹ Dung thực sự rất là khó khăn, bởi vì cả hai giọng hát này đều rất hay, bài hát thể hiện cũng rất hay, và có một cái gì đó nó làm cho khán giả đều có sự rung động. Nhưng riêng với cá nhân Nam Khánh thì Nam Khánh lại chọn bạn Đức Nhân. Chọn bạn Đức Nhân không có nghĩa là bạn Mỹ Dung không hay, mà Nam Khánh cảm thấy rằng cái cách hát của bạn Đức Nhân, cách chọn bài hát, cách truyền tải của bạn Đức Nhân, nó có một cái gì đó nó gần gũi và làm cho cảm xúc của Nam Khánh nó rung động nhiều hơn so với bạn Mỹ Dung. Chỉ đơn giản đó là thuộc về cảm xúc cá nhân thôi, nó không liên quan vấn đề là ai hay hơn ai. Và không biết là quý vị khán giả thì sẽ cảm giác như thế nào. Cho nên Nam Khánh xin được mời quý vị khán giả cùng xem lại hai bài hát do bạn Đức Nhân và Mỹ Dung trình bày, để từ đó để thấy được rằng là ban đấu giá chúng tôi đã cân não như thế nào khi quyết định chọn bạn Đức Nhân thắng ở trong vòng thi này. Ai sẽ là người chiến thắng trong đêm nay? Quyết định của các bạn khán giả dành cho tiếng hát của chị Mỹ Dung là 95 điểm thưa quý vị. Như vậy thì ba nhà đấu giá còn lại sẽ phải hội ý và đưa ra một quyết định duy nhất. Tiếng hát nào sẽ trở thành người chiến thắng trong đêm nay? Chị Mỹ Dung hay là Phạm Đức Nhân? Đối với tôi thì hai giọng hát đều hay hết á. Đức Nhân thì là một giọng hát trẻ. Mỹ Dung là một người con, người em, con nhà nội. Nhưng riêng của tôi mà để tôi chọn thì chắc có lẽ tôi sẽ chọn... Thôi hai người nói đi. Anh Nam Khánh ơi, bây giờ tới anh nè. Trước khi anh muốn chọn á thì anh xin được gửi lời cảm ơn bạn Đức Nhân trước. Anh cũng dân nhạc viện. Có một cái câu nói của những người, người ta đã dành cho những người học nhạc viện rằng các bạn hát cứng lắm, các bạn hát khô lắm, các bạn hát chỉ chuyên chú về kỹ thuật thôi, không có hay. Nhưng anh cảm ơn em bởi vì hôm nay em đã làm một cái điều ngược lại, chứng minh ngược lại là họ đã nói sai. Em hát rất tốt, rất hay, có kỹ thuật. Làng tôi có cây đa cao ngất từng xanh, có sông sâu lờ lững vườn quanh, êm xuôi về nam. Làng tôi bao mái tranh san sát kề nhau, bóng tre xu bên mấy hàng cau, đồng quê mơ màng. Nhưng than ôi, có một chiều thu lá thu rơi, có một chiều thu lá thu rơi, ôm xuống nhìn quê tôi thầm mơ bóng ngày về, mơ trong bóng ngày về quê tôi, chìm chân trời mơ sương quê tôi, là bao nguồn yêu thương vẫn vương tâm hồn người bốn phương.
có cây đa cao ngất từng xanh, có sông sâu lờ lững vườn quanh, êm xuôi về nam. Làng tôi bao mái tranh san sát kề nhau, bóng tre xu bên mấy hàng cau, đồng quê mơ màng. Nhưng than ôi, có một chiều thu lá thu rơi, có một chiều thu lá thu rơi, ôm xuống nhìn quê tôi thầm mơ bóng ngày về, mơ trong bóng ngày về quê tôi chìm chân trời mơ sương, quê tôi là bao nguồn yêu thương, quê tâm hồn người bốn phương, quê tôi là bao nhớ nhung sẽ buồn, là bao vấn vương tâm hồn người bốn phương. Ngoài cái vấn đề cảm xúc ra, nếu mình có kỹ thuật mình sẽ đi đường dài được, và cái kỹ thuật đó nó đưa cảm xúc nó vào chiều sâu hơn. Và thông qua cái giọng hát của em, đây là một minh chứng rất là rõ ràng. Ý kiến của anh, chọn em số 4. Thì Nam Khánh sẽ chọn số 4. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chia sẻ của chị Hồng Vân. Lúc nào tôi cũng phải là người mà đứng mũi chịu sào, đầu sóng ngọn gió là dồn vô cái bờ vai bự chảng của tôi. Thiệt luôn á, bốn giọng hát này đều là những giọng hát rất là hay. Nhưng ở sàn chiến giọng hát nó còn có một cái điều nữa, nó cực kỳ nhân văn ở chỗ là nó là cái nơi chắp cánh cho những giọng ca mà chưa được may mắn, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nó tạo cho những người còn tự ti về bản thân mình tự tin hơn từ sau khi bước ra khỏi sàn chiến giọng hát. Và cái thứ ba là những nhà đấu giá cũng như khán giả ở đây là những người cực kỳ công tâm. Mỹ Dung là một người giọng hát có cá tính, nhưng Mỹ Dung hát theo cảm tính. Cái sự nghiệp của Mỹ Dung đến thời điểm này Mỹ Dung có hết rồi. Câu chuyện của bạn Nhân hoàn toàn khác. Bạn là một tài năng, cái tiếng hát của bạn giống như nhai đĩa vậy đó. Thì chắc Dung cũng nghe bạn hát đúng không Dung? Thì Dung cũng công nhận rằng với một tài năng như thế này mà bạn ấy đang cảm thấy là bạn ấy không muốn open ra thì như thế rất thiệt thòi cho khán giả của mình. Thành ra là xin phép Dung cho chị chọn bạn Nhân. Thưa quý vị, như vậy là với hai sự lựa chọn của hai nhà đấu giá thì chúng ta cũng biết được kết quả của người chiến thắng trong đêm nay. Đó chính là Phạm Đức Nhân, và bạn có 30 triệu mang về. Wow. Chúc mừng Phạm Đức Nhân cũng như là chúc mừng anh Quốc Thiên là nhà đấu giá đã sở hữu giọng hát giành chiến thắng. Và một lần nữa cảm ơn chị Mỹ Dung rất nhiều vì đã đến với sàn chiến giọng hát và gửi đến cho chúng tôi một tiếng hát rất đẹp cũng như là một câu chuyện rất là thú vị. Cảm ơn chị rất nhiều ạ. Mỹ Dung xin chào MC Bạch Cung Khanh và xin kính chào tất cả các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình sàn chiến giọng hát qua truyền hình. Khi được chị gái của mình giới thiệu tham gia chương trình sàn chiến giọng hát thì ban đầu Mỹ Dung rất là e ngại, bởi vì mình không phải là người hát chuyên nghiệp, cũng như là mình cũng hơi lớn tuổi so với cả mặt bằng chung của chương trình. Mà các bạn trong chương trình thì vừa trẻ mà hát lại rất là hay. Và mình rất là cảm ơn chương trình đã cho Dung được cơ hội hát thỏa sức đam mê của mình, cũng như là được gửi gắm những cái nỗi niềm của mình qua ba cái thông điệp mà mình đưa ra trong khi mà mình thi. Sau khi tham gia chương trình thì một cái niềm vui đến Mỹ Dung là Mỹ Dung được rất là nhiều người quan tâm và hỏi và biết đến mình. Đi đâu mọi người cũng nhận ra.
Tuy nhiên như mọi người cũng biết đấy là vừa thời gian vừa qua thì là Hà Nội cũng giống như rất là nhiều tỉnh thành trên cả nước đã có diễn biến dịch bệnh rất là căng thẳng. Thì Dung cũng như tất cả người dân ở Hà Nội đã phải trải qua 2 tháng giãn cách. Công việc kinh doanh của Dung là dừng lại toàn bộ và mọi thứ nó rất là khó khăn. Dung nhân đây Dung cũng mong muốn tất cả mọi người ở những vùng có dịch cũng như là vùng chưa có dịch thì mọi người hãy thực hiện đúng, tuân thủ đúng các cái quy định của chính phủ về phòng chống dịch để chúng ta nhanh trở về với cuộc sống bình thường. Xin cảm ơn. Đó là làm giống giống Mỹ Linh không? Tôi xa Hà Nội năm lên 18 khi vừa biết yêu. Wow, đúng Mỹ Linh quá. Bao nhiêu mộng đẹp, yêu thương thành khói tan theo mây chiều. Hà Nội ơi, nào biết ra sao bây giờ? Ai đứng trông ai ven hồ? Của nước trong như ngày xưa. Hà Nội mùa thu, Hà Nội mùa hoa sữa về, thơm từng cơn gió, mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ, cốm xưa vỉa hè, thơm bước chân chân qua. Năm tháng vẫn trôi giữa dòng đời, ngậm đắng nuốt cay nhiều rồi. Hồ Gươm xưa vẫn chưa phai mờ. Bàng lá đỏ nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ mái ngói thâm nâu. Bạn lòng ơi, ngày ấy tôi mang cây đàn quen sống ca vui bên nàng, giờ khóc tơ duyên lìa tan. Hà Nội mùa thu, cơn gió mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ, cốm xưa vỉa hè, thơm bước chân qua. Hôm nay Sài Gòn bao nhiêu tà áo khoe màu phố vui, nhưng riêng một người tâm tư sầu lắng đi trong bụi ngồi. Sài Gòn ơi, mong với tay cao hơn trời, tôi hái hoa tiên cho đời để ước mơ thêm đẹp đôi. Giờ đây biết ngày nào gặp nhau, biết tìm về nơi đâu, ân ái chào nàng mấy vẫn trôi giữa dòng đời, ngậm đắng nuốt cay nhiều rồi. Hồ Gươm xưa vẫn chưa phai mờ. Hà Nội mùa thu Hà Nội, Hồ Gươm xưa vẫn chưa.
chúng ta vừa thưởng thức một liên khúc hai bài hát Nỗi Lòng Người Đi sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng và ca khúc Nhớ Mùa Thu Hà Nội sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với tiếng hát của Mỹ Dung. Khanh xin chào ạ. Mỹ Dung xin gửi lời chào tới toàn thể mọi người, các anh các chị ở trong ban đấu giá cũng như các khách theo dõi hôm nay cũng như toàn bộ khán giả theo dõi qua truyền hình. Dạ. Khanh xin mời chị Mỹ Dung, chúng ta bắt đầu chia sẻ về ba dữ kiện. Mỹ Dung là một nữ doanh nhân kinh doanh ngành khách sạn. Dung có một chuỗi khách sạn mang thương hiệu Mai Villa ở Hà Nội. Nói chung là không cần đoán đâu xa, doanh nhân đang đứng ngay tại đây. Cho Khanh hỏi là nhìn chị rất là giống chị Mỹ Linh, không biết có liên quan gì không? Thực ra thì Mỹ Dung không thể giấu được bởi vì có một cái vẻ ngoài là khá là giống chị gái của mình. Mỹ Dung là em ruột của chị ca sĩ Mỹ Linh. Trời ơi! Ôi, quá! Dạ. Chị ơi, mình phải nói là quá giống chứ không thể nào gọi là khá là giống được. Trời ơi! Ủa thiệt không? Giống thật quá! Bởi vì nãy lúc mà cái khẩu hình miệng á, cái khẩu hình miệng mà lúc hát á, mọi người quay qua cũng nói, trời ơi, y chang Mỹ Linh à. Mà cái lúc mà chị để mặt nghiêm á, rồi nhìn nghiêng cái nét, cái ánh mắt giống lắm. Hát mà phiêu á, cái lúc phiêu á. Rồi bây giờ danh nhân rồi, còn cái mà bây giờ mình chia sẻ dữ kiện thứ hai luôn chị. Khi mà bạn đời của Dung có mắc ung thư não, thì vào năm 2017 thì Dung có viết lại cuốn tự truyện về việc là đã cùng chồng đi sang Singapore để chữa bệnh như thế nào. Thì cái cuốn tự truyện đó của Dung năm 2017 là một cuốn sách có thể nói là bán rất là tốt, và mình và Mỹ Dung được coi như là một trong những người truyền cảm hứng cho những người phụ nữ cũng như gia đình có người mắc bệnh ung thư. Nhưng mà cho phép Khanh xin được hỏi là hiện tại thì tình trạng sức khỏe của anh hiện tại thế nào? Thì là cái sức khỏe của chồng của Dung đã rất là ổn định sau 7 năm. May mắn đó chị ạ. Rồi dữ kiện thứ ba. Bây giờ chúng ta đến với dữ kiện thứ ba luôn. Đường cong chính là cái điều mà tất cả các người phụ nữ trên thế giới đều hướng đến, đều mong muốn có cái đường cong thật là đẹp. Mình cũng đã từng có những cái đường cong. Cũng gọi là có, nhưng mà sau nhiều biến cố cuộc sống thì mình cũng đã có một cái đường cong nó khác đi. Thế nhưng mà Dung muốn nói đến đường cong là Dung muốn tất cả mọi người hãy thấy rằng hãy tự tin với chính đường cong của mình, dù mình có thể là theo tiêu chuẩn hoặc có thể là theo tiêu chuẩn riêng của mình, nó sẽ đẹp ở một cách nào đó nếu như mình tự tin. Đúng không ạ? Cảm ơn chị Mỹ Dung rất nhiều. Bây giờ không phải ngoại hình nữa, giọng nói nữa cũng giống luôn. Trời ơi, nghĩa là chị cầm mic mà để cái mặt về thì cũng đã thấy không chị Linh rồi. Hèn chi mà tập này không có Mỹ Linh ngồi. Đó là ý đồ của ban tổ chức. Dạ cảm ơn chị rất nhiều vì đã đến với sàn chiến giọng hát ạ. Và đến với chương trình sàn chiến giọng hát, anh Nam Khánh có một món quà âm nhạc gửi đến tất cả quý vị. Đó là bài hát Tôi Đi Giữa Hoàng Hôn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tôi đi giữa hoàng hôn, khi ánh chiều buông, khi nắng còn vương. Một mình tôi ngắm cánh chim lạc loài, mà lòng mình thấy u hoài. Tôi thương nhớ ngày qua trên bến hoàng hoa, hay những đường xa thương thương hai đứa dắt nhau tươi cười, mắt say sưa thắm mộng đời. Dù cho mưa gió bên mái tranh nghèo, dù cho nắng, dù cho sương khói mịt mờ, niềm thương yêu hằng xin mãi mãi. Dạt dào như thầm hẹn nhau mùa sau.
tôi thương nhớ ngày qua trên bến Hoàng Hoa hay những đường xa thương thương hai đứa dắt nhau tươi cười mắt say sưa thắm mộng đời dù cho mưa gió bên mái tranh nghèo dù cho nắng dù cho sương khói mịt mờ niềm thương yêu hằng xin mãi mùa sau tôi vẫn đi giữa hoàng hôn tôi vẫn đi giữa hoàng hôn tôi vẫn đi Như vậy là thời gian dành cho tập phát sóng tối nay đã hết rồi. Chương trình xin phép được khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tuần sau, tập đặc biệt tiếp theo, tập 22, và tiếp tục nhìn lại chặng đường của Sàn Chiến Giọng Hát mùa thứ 3. Ngay bây giờ, một món quà âm nhạc quen thuộc của top ca Sàn Chiến Giọng Hát sẽ được gửi đến tất cả quý vị thay cho lời chào tạm biệt của Bạch Công Khanh. Chương trình Sàn Chiến Giọng Hát do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với công ty Mega GS thực hiện, phát sóng lúc 21:15 thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3. Xin chào tạm biệt quý vị. Chúc quý vị ngủ ngon. Có tốt với tôi thì tốt với tôi bây giờ. Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa lời. Đời ngày mai đến khi tôi phải ra đi. Ôi muộn làm sao nói lời tạ ơn. Nếu có bao dung thì hãy bao dung bây giờ. Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa đời. Đừng đợi ngày mai biết đâu tôi nằm im hơi. Chẳng làm sao tạ lỗi cùng người. Dồn ra một nỗi đau, dồn ra một nỗi đau, nghẹn ngào một nỗi vui, nghẹn ngào một nỗi vui. Dịu ra một nỗi đau, dịu ra một nỗi đau, nghẹn ngào một nỗi vui, nghẹn ngào một nỗi vui. Dồn ra một nỗi đau, dồn ra một nỗi đau, nghẹn ngào một nỗi vui, nghẹn ngào một nỗi vui. Dịu ra một nỗi đau, dịu ra một nỗi đau, nghẹn ngào một nỗi vui. Yeah.